Điều gì khiến cho con người không chấp nhận sự thật? Là tôi lấy ví dụ là tham. Nếu mà tham thì không chấp nhận sự thật. Tôi lấy ví dụ muốn trả lương thấp nhưng mà lại muốn anh em cống hiến cho mình lâu dài, thì cái đó là lòng tham. Cho nên lòng tham thì người ta không làm theo sự thật, vì vậy người ta bị mất trí tuệ. Trần Văn Hòa có đặt câu hỏi là: dạ thưa thầy, làm thế nào để nâng cao trí tuệ và rèn tư duy ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Vâng, trước khi mà chúng ta bàn đến câu chuyện nâng cao trí tuệ thì chúng ta bàn về câu chuyện trí tuệ cái nào. Chúng ta phải bàn về câu chuyện trí tuệ cái nào. Thế thì thế nào gọi là chúng ta hiểu thế nào là trí tuệ? Thì thưa các anh chị rằng là bản chất của trí tuệ là người có trí tuệ là người nhìn thấy sự thật. Mà sự thật thì nó tuân theo quy luật. Cho đấy ví dụ, sự thật là nếu Tuấn đi ăn cắp thì Tuấn phải vào tù, tuân theo quy luật nhân quả. Nếu sự thật mà mình trả lương anh em thấp và lại không có chính sách đãi ngộ gì khác thì người ta sẽ rời tổ chức của mình, người ta đi. Sự thật là nếu mình bất hiếu với cha mẹ mình thì mình chẳng có thể yêu quý ai được nữa. Thì tất cả những cái thứ đó nó gọi là sự thật. Trí tuệ đó nó gọi là sự thật. Nhưng điều gì khiến cho con người không chấp nhận sự thật? Là tôi lấy ví dụ là tham. Nếu mà tham thì không chấp nhận sự thật. Tôi lấy ví dụ muốn trả lương thấp nhưng mà lại muốn anh em cống hiến cho mình lâu dài, thì cái đó là lòng tham. Cho nên lòng tham thì người ta không làm theo sự thật, vì vậy người ta bị mất trí tuệ. Hay là sự thật là nếu mình đối đãi với người khác không ra gì thì người ta đương nhiên người ta không có tôn trọng mình. Nếu như mình không tôn trọng người khác không tôn trọng mình, thì tất cả những thứ đó nó gọi là sự thật. Vậy thì bản chất người trí tuệ là người nhìn thấy sự thật. Mà muốn nhìn thấy sự thật thì phải là tâm không. Nếu tâm mà còn tham thì ắt không nhìn thấy sự thật. Nếu tâm sân hận thì vì trả thù mà logic lại, mà bắt mình hành động để trả thù, thì bản chất nó không còn sự thật. Người mà ngạo mạn thì vì thằng khác nó không tôn trọng mình, cho nên mình không đánh giá, không ghi nhận nó, thì mình cũng đánh mất sự thật. Vậy thì tóm lại, trí tuệ chính là sự hiểu biết về sự thật. Mà hiểu biết sự thật chính là hiểu biết về chân lý và quy luật. Mà trong đạo Phật thì người ta gọi là thấy biết như thật. Thế thì muốn thấy biết như thật thì bỏ tham sân si mạn nghi đi. Vậy thì trong đời sống chúng ta rèn luyện kiểu gì để chúng ta nâng cao trí tuệ? Thì một là việc đầu tiên là chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng phải quán là cái này mình làm có lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh không. Nếu mình làm thế này thì liệu rằng là cái người họ trả tiền cho mình, họ có chấp nhận cái dịch vụ như thế này không? Rồi anh em họ cùng với mình họ làm và trả đồng lương như thế này, liệu họ có tồn tại, họ sống hạnh phúc được cùng với mình không? Và cuối cùng, nếu mình trả đi tất cả cho mọi người như vậy thì cuối cùng mình còn tiền để sống hay không? Vậy gọi là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Và muốn biết như vậy thì chỉ có bằng cách chúng ta phải tập trung lao động, chuyên chú lao động từng ngày. Chuyên chú lao động từng ngày. Rồi sau đó, mỗi một ngày chúng ta mắc những cái sai lầm, chúng ta ngu, thì bắt đầu chúng ta gì ạ? Loại bỏ những sai lầm đi, loại bỏ sự ngu si ra khỏi đầu mình, thì dần dần trí tuệ ắt nó sẽ lên. Bản chất muốn tạo ra nước trong thì lọc đi cái đục. Bản chất muốn người con người mình trí tuệ là bỏ đi tham sân si mạn nghi. Vậy thì mỗi ngày chúng ta lao động thì chúng ta sẽ nhận ra lòng tham nó hại mình thế nào, sân hận nó hại mình thế nào, si mê nó hại mình thế nào, ngạo mạn nó hại mình thế nào, đố kỵ nó hại mình thế nào. Và nhờ những cái biến cố như vậy thì mình nhận ra cái gì ạ? Cái con rắn độc ấy nó sẽ giết chết cuộc đời mình, và mình loại bỏ nó ra khỏi đời sống của mình. Tức là dần dần mình tìm được về trí tuệ. Vậy chỉ có cách lao động và học tập, không còn cách gì khác, thì bạn sẽ dần gì ạ? Dần có trí tuệ. Và bản chất Đức Phật nói là giới định tuệ. Giới chính là bạn tạo ra một thói quen, gọi là tạo tác, và người ta gọi là nghiệp lực. Mà nếu nghiệp lực mà tệ, mà muốn định tâm thì không có định được. Tôi lấy ví dụ như tôi đi ăn cắp của người ta xong mà bảo bây giờ tôi ngồi tôi định, thì định làm sao được, thiền làm sao mà định được. Tôi nợ tiền người ta tôi không có trả, lấy đâu mà định được. Tôi hại bố hại mẹ,
mà bây giờ bảo là tôi ngồi tôi thiền để định được, định làm sao được, vì cái nghiệp lực nó đang chồng chất một đống ở đấy thì làm sao mà định được. Cho nên cái chữ giữ giới ấy, là làm mọi thứ đều phải tỉnh giác, là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, ắt từ từ chúng ta sẽ gì ạ, định tâm, và chúng ta tìm về đúng trí tuệ của chúng ta, tức là nhìn thấy sự thật, nhìn thấy sự thật rõ thấy rõ biết. Rồi cảm ơn bạn, chúc bạn là sớm tìm được trí tuệ trong cuộc sống. Rồi cảm ơn bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.